đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Sản xuất lươn giống bằng cách ép lươn đẻ trứng, kỹ thuật canh tác giúp nông dân thu về hàng trăm triệu đồng. Bật mí cách chống rét cho ốc nhồi, tránh hao hụt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, nông dân cùng nhau lập nhóm đưa khoai lang lên mạng để rao bán, hiệu quả ngoài mong đợi. Kính thưa quý vị, sản xuất lươn giống bằng cách ép lươn đẻ trứng được áp dụng thành công từ năm 2013 cho đến nay. Với cách làm này, mỗi nông hộ nuôi lươn ở xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long thu lời hàng trăm triệu đồng một năm. Kỹ thuật này vừa giúp bà con giảm chi phí đầu tư lươn giống, tạo thêm nguồn thu nhập và mở ra hướng đi mới trong phát triển nghề nuôi thủy sản bền vững tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Được ở ấp 9 xã Mỹ Lộc cho biết, năm 2013, địa phương phát động mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người nông dân nông thôn với mô hình nuôi lươn sinh sản bán công nghiệp, với sự hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, con giống từ chi cục thủy sản tỉnh. Mong muốn chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả từ mảnh vườn thửa ruộng của mình nên ông tham gia. Khởi điểm chỉ với một bể lươn giống 40m2 có tổng chi phí khoảng 32 triệu đồng. Ông tham khảo cách nuôi ở một số nơi khác, lên mạng tìm hiểu rồi dần tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng cũng thành công. Lứa lươn đầu tiên ông thu về hơn 60 triệu đồng. Từ hiệu quả này tạo động lực để ông mạnh dạn mở rộng diện tích nuôi lươn giống đến hơn 9.000m2. Ông đầu tư xây dựng bể chứa lọc nước, bể nuôi và không gian nuôi, áp với chi phí gần 2 tỷ đồng. Việc chọn lươn bố mẹ cũng đòi hỏi nhiều yếu tố, nhưng quan trọng là lươn khỏe, đạt từ 10 tháng nuôi trở lên và có trọng lượng 100 gram trở lên. Nguồn thức ăn cho lươn bố mẹ thường là thức ăn tươi sống như cá tạp, trùng, tép, ốc phối trộn thức ăn công nghiệp theo liều lượng được khuyến cáo. Tùy vào chất lượng lươn bố mẹ khi thả nuôi, sau thời gian nuôi dỗ 1 đến 2 tháng thì lươn bắt đầu sinh sản. Trứng lươn được chớt và xử lý, ấp chăm sóc cẩn thận trong khoảng hơn 1 tháng rồi mới xuất bán cho khách hàng nuôi thương phẩm trong và ngoài tỉnh. Lươn cần môi trường sống sạch sẽ nên bất kể những gì có tác động đến môi trường sống của chúng đều phải được xử lý cẩn thận, khử khuẩn. Hiện bình quân 1 tháng, ông thu hoạch trứng lươn 3 lần, gần 500.000 con, với giá bán 1.000 đồng mỗi con. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng. Cũng như ông Được, anh Lê Văn Thảo ở ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Lộc cũng là người tiên phong và gắn bó mô hình nuôi lươn sinh sản bán công nghiệp từ năm 2013. Hiện anh sở hữu 100 bể nuôi lươn sinh sản, mỗi bể 25m2. Anh Thảo cho hay khâu quan trọng nhất là nước phải sạch, cho lươn ăn theo chế độ dựa trên kinh nghiệm người nuôi, thường xuyên theo dõi, bổ sung chất đề kháng cho lươn. Hướng đến tăng năng suất và chất lượng, anh mạnh dạn đầu tư theo hướng tự cung, tự cấp nguồn lươn bố mẹ. Với phương pháp sinh sản bán nhân tạo, lươn giống rất khỏe mạnh, sạch bệnh, kích cỡ đồng đều và ít hao hụt khi nuôi thương phẩm. Trên địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình có tổng số 21 mô hình, trong đó bao gồm 4 mô hình nuôi lươn sinh sản và 17 mô hình nuôi lươn thịt. Những đúc rút kinh nghiệm cùng với việc thường xuyên trau dồi, am hiểu kỹ thuật giúp nhiều nông hộ thời gian qua đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, mở ra hướng đi mới trong phát triển nghề nuôi thủy sản bền vững ở địa phương. Những đúc rút kinh nghiệm thì bao giờ cũng thật đáng quý, song sự nhạy bén cũng rất đỗi cần thiết. Như câu chuyện của lão nông rất rõ sau đây vậy, nuôi chim bồ câu thương phẩm không phải là mô hình mới, nhưng trong bối cảnh chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn tăng mạnh, thì đây lại là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao và ít rủi ro. Với tư duy của người nông dân chuyên nghiệp, ông Nguyễn Văn Thịnh ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định sớm xác định được những biến động thị trường nên rẽ lối và nay nhận về hiệu quả ngoài mong đợi. Ông Thịnh cho biết, lúc đầu ông nuôi thử 10 cặp chim bồ câu Pháp phục vụ gia đình. Về sau thấy loại chim này rất dễ nuôi, chi phí đầu tư không cao nên ông mạnh dạn phát triển quy mô lớn hơn để kinh doanh. Hiện tại đàn chim của gia đình lên hơn 400 cặp. Với 400 cặp chim giống, mỗi tháng ông Thịnh có hơn 250 cặp chim non. Các chim con được phân loại thành chim giống và chim thịt trước khi bán. Một cặp chim bồ câu ra tràng. Là loại chim vừa mới nở khoảng 10 ngày tuổi thuộc món đại bổ, có giá 95.000 đồng. Chim bồ câu gầy giống nuôi được 2 tháng giá 250.000 đồng một cặp. Chim bồ câu bố mẹ giá bán hơn 400.000 đồng một cặp.
Bình quân mỗi tháng ông Tịnh thu nhập trên 20 triệu đồng. Tận dụng diện tích 200 mét vuông ở phía sau nhà, ông Thịnh bố trí 10 dải chuồng để nuôi chim. Mật độ nuôi một cặp trong một lồng có diện tích khoảng 60cm x 60cm. Chuồng nuôi bồ câu có hệ thống cấp nước uống tự động cho chim, có quạt thông gió đảm bảo chuồng trại luôn thoáng mát và hệ thống tưới mát tự động làm mát vào mùa hè. Để đàn chim phát triển tốt, ông Thịnh lựa chọn giống rất kỹ trước khi nhân đàn. Quá trình nuôi và chăm sóc chim tương đối đơn giản, từ lúc chim nở đến lúc sinh sản khoảng 5 đến 6 tháng. Trên địa bàn xã Bình Nghi có gần 100 nông hộ nuôi chim bồ câu Pháp. Năm 2022, hộ nông dân xã thành lập và ra mắt tổ hợp tác nuôi chim bồ câu Pháp với 15 hội viên tham gia. Thông qua tổ hợp tác, hội viên có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, định hướng thị trường, phát triển mô hình chăn nuôi bền vững. Bằng sự nghĩ suy, trăn trở, nhiều nông hộ ở phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình thoát nghèo và vươn lên làm giàu nhờ mô hình nuôi ốc nhồi. Nói là nói vậy, chứ để thành công thì không phải là chuyện ngày một ngày hai, đòi hỏi người nông dân cần nghĩ khác và làm khác. Kỹ thuật nuôi ốc nhồi được ngành chuyên môn đánh giá là đơn giản, chẳng tốn nhiều thời gian, cách chăm sóc cũng không quá phức tạp, song cần có bí quyết. Với tuyệt chiêu chống rét đơn giản cho ốc nhồi đặc sản có thể sống qua mùa đông, anh Đỗ Ba Duy năm nào cũng có ốc nhồi giống để bán, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Anh Duy chia sẻ, nhiệt độ thấp, thời tiết lạnh giá kéo dài của mùa đông có thể gây thiệt hại lớn đối với các hộ nuôi ốc nhồi giống. Có hai cách để giúp con ốc nhồi sống qua mùa đông. Thứ nhất, khoảng tháng 11 âm lịch, nông hộ cần đưa hết ốc nhồi lên bạc, nuôi trên cạn. Có thể lắp hệ thống bóng đèn để giữ ấm cho ốc nhồi. Nếu nhiệt độ xuống dưới 15 độ C là tiến hành bật điện, tỷ lệ ốc nhồi sống qua mùa đông đạt từ 80 đến 85%. Thêm nữa, mực nước trong bạc để khoảng 40cm là phù hợp. Anh Duy cũng bật mí cách thứ hai chống rét cho ốc nhồi là thuận theo tự nhiên. Cụ thể, để nguyên con ốc nhồi dưới ao nuôi, phía dưới ao đặt rong rêu, phía trên mặt nước trồng cây đào muống, bèo tây hay lục bình, mực nước duy trì khoảng 50cm. Theo anh Duy, mùa đông con ốc nhồi ăn rất ít nên không tốn thời gian chăm sóc, chủ yếu là thay nước cho ao nuôi ốc nhồi để đảm bảo không bị ô nhiễm. Trước khi thay nước phải kiểm tra độ pH cho phù hợp. Thời gian thay nước cho ao nuôi ốc nhồi 10 ngày một lần, mật độ nuôi ốc nhồi ủ đông khoảng 40 con trên 1 mét vuông. Nhờ giữ được phần lớn đàn ốc nhồi thương phẩm cũng như ốc nhồi bố mẹ qua mùa đông để tạo giống vụ mới, anh Duy có thu nhập khoảng 400 triệu đồng một năm. Vào tháng 4 dương lịch hàng năm, anh Duy đưa ốc nhồi ra ao nuôi diện rộng và thời điểm này ốc nhồi cũng bước vào mùa sinh sản. Khi ốc nhồi đẻ trứng, anh Duy thu gom, đưa vào hệ thống ấp trong nhà lưới, phun nước hàng ngày, tạo môi trường ẩm thích hợp cho trứng ốc nhồi phát triển. Sau khoảng 15 ngày, trứng ốc nhồi nở, vỏ dôi của trứng từ từ tan biến tạo thành lớp keo bao bọc ốc con bên ngoài. Con nhồi mới nở chỉ nên cho ăn bèo tắm, đến khi ốc nhồi to hơn hạt bắp thì thả xuống ao nuôi thương phẩm hoặc bán giống. Cũng suy nghĩ và trăn trở, bằng sự tìm tòi, học hỏi, người nông dân sau đây vừa chọn được mô hình canh tác phù hợp, ổn định, vừa có thể cải thiện kinh tế gia đình. Vùng đất giáp biển, nơi anh Nguyễn Văn Giàu sinh ra và lớn lên, thuộc xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, là vùng đồng quang cỏ cháy, khó có thể nuôi trồng. Với 1 hectare đất cằn, năm 2017, anh Giàu dùng số tiền tích góp và vay mượn thêm được 60 triệu đồng để mua 5.000 con cá chạch lấu giống về nuôi. Tuy nhiên, với địa lý thổ nhưỡng khác hoàn toàn với miền Tây Nam Bộ, là thủ phủ của giống cá này, anh phải đào bỏ lớp đất mặt 30-40cm, rồi dùng chính phần đất này để đắp thành bờ bao từ đáy ao đến mặt bờ bao khoảng 1m2-1m5. Phía bên trên ao nổi và bờ bao, anh phủ bạt nhựa dày để chống thấm. Bên trong ao có hệ thống quạt để tạo dòng chảy và năng lượng oxy. Thức ăn cho cá chạch lấu là tôm, tép, cá nhỏ, dung quế, cua ốc, bổ sung thêm thức ăn công nghiệp có độ đạm cao với liều lượng nhất định. Sau khoảng 7 tháng nuôi, có thể chọn bán lứa cá lớn từ 300-350g một con. Vụ nuôi gần đây, anh thu hoạch 3.500 con cá chạch lấu thương phẩm, trọng lượng hơn 1,5kg một con, bán với giá 220.000 đồng một ký, thu được 330 triệu đồng.
Thời điểm này, người dân ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tất bật dung trồng cho vụ khoai lang hè thu, dự kiến thu hoạch vào tháng 8 đến tháng 9. Theo nhiều người đánh giá, khoai lang hợp với chất đất nơi đây nên cho củ to, bở, ngon ngọt và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Và để mở rộng thị trường tiêu thụ, nông dân cùng nhau lập nhóm đưa khoai lang lên mạng để trao bán, tránh việc bị thương nhân ép giá. Không ngờ khoai lang vừa lên mạng, khách chốt đơn liên tục, giá lại cao nên nhà nào cũng vui. Tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, hiện có hơn 50 hộ dân trồng khoai lang vỏ đỏ, ruột trắng trên diện tích hơn 15 hectare ở khu vực Cồn Kè. Vì thế, khoai lang Cồn Kè cũng được nhiều người biết đến. Trước đây, khoai lang chủ yếu được bán ở các chợ trên địa bàn hoặc có bán cho thương nhân, nên dầu dù thu hoạch giá rẻ, người trồng thu nhập không cao. Năm nay, anh Nguyễn Đình Bắc trồng hơn 1 hectare, giá bán 15.000 đồng đến 20.000 đồng một ký. Ước tính sau khi trừ tất cả chi phí, anh thu về hơn 70 triệu đồng. Song để bán được với mức giá này, những năm qua anh Bắc thường tìm cách quảng bá bán khoai trên mạng xã hội Zalo, Facebook thay vì bán cho thương nhân. Nông dân này cũng có cộng sự mang đi bán hội chợ giới thiệu, đăng lên các hội nhóm những hình ảnh video từ khi trồng chăm sóc đến lúc thu hoạch khoai để khách hàng biết đến. Các thông tin về khoai, mức giá, phí ship, điện thoại liên hệ được công khai trên các hội nhóm. Và khi thu hoạch, phân loại khoai đều được livestream bán trực tiếp trên mạng xã hội để giới thiệu. Người dân cũng lập fanpage để trao đổi kinh nghiệm, thị trường hay san sẻ khách cho nhau. Nhờ đó, khoai lang Cồn Kè luôn có thị trường tiêu thụ ổn định, thu hoạch đến đâu, được thu mua đến đó, thu nhập người dân cũng dần cao hơn. Việc người dân rao bán khoai lang trên mạng, xây dựng thương hiệu, thị trường tiêu thụ là một cách làm rất mới mang lại hiệu quả cao. Nó cũng cho thấy sự nhạy bén của nông dân khi chắp cánh đi nông sản hội nhập. Cách làm của người nông dân chuyên nghiệp vừa rồi cũng khép lại nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.